Nghệ sĩ cải lương Kim Hoàng qua đời. Sau thời gian điều trị chứng bệnh liên quan đến tim mạch, phổi, nghệ sĩ Kim Hoàng, tên thật là Phạm Kim Hoàng, sinh năm 1932 tại Sài Gòn, đã qua đời trong sự thương tiếc của nhiều thế hệ nghệ sĩ sân khấu cải lương. Sinh thời, Kim Hoàng và cố nghệ sĩ Như Mai rất gắn bó, thân thiết, họ lập nên đoàn hát lấy tên chung. Hơn nửa thế kỷ làm nghệ sĩ biểu diễn và cùng làm bầu gánh, thương hiệu Kim Hoàng Như Mai của bà đã mang lại nhiều tác phẩm sân khấu nổi tiếng. Nghệ sĩ Kim Hoàng từng hát những vai đào nhì trên sân khấu của bà Năm Phỉ. Sau này khi tách riêng, lập gánh hát với người bạn thân là vận động viên Như Mai, bà đã diễn qua các vai tuồng của bà Năm Phỉ và được khán giả yêu thích bởi nét ca diễn trẻ trung mới lạ như Điêu Thuyền, Vở Phụng Nghi Đình, Lan, Vở Lan và Điệp, Thanh, Vở Hoa Trinh Nữ, Hoa Mộc Lan, Vở Cùng Tên, Cùng Ngọc Bội, Vở Tuyết Lầu Xanh. Nghệ sĩ Kim Hoàng còn mang nghệ thuật cải lương sang diễn tại Pháp, Hồng Kông, Lào. Năm 1964, đi Nhật trình diễn văn nghệ tại Thế vận hội Đông Kinh và biểu diễn trên đài truyền hình Nhật. Ngoài ra, nghệ sĩ Kim Hoàng còn học múa cổ truyền Phù Tang tại Nhật, áp dụng cho nghệ thuật cải lương sau này khi bà về nước. Tang lễ của nghệ sĩ Kim Hoàng được tổ chức tại nhà riêng 2/91 đường Thiên Phước, phường 9 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ động quan lúc 6 giờ ngày 28 tháng 6, sau đó an táng tại nghĩa trang nghệ sĩ Cò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.